xin được chúc cho Tây Baby Story sẽ khai trương hồng phát, sẽ luôn luôn là địa điểm tin cậy của quý khách hàng. Và xin được một lần nữa cảm ơn toàn thể quý vị khách hàng, quý vị khách quý đã và đang có mặt tại Tây Baby Story. Và xin chúc quý vị sẽ có một ngày mua sắm thả ga và nhận quà liền tay. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.